Xin chào tất cả các bạn. Trong phần tổng quan về e-learning, hoạt động đầu tiên là tôi muốn các bạn tham gia một cái khảo sát online. Cái khảo sát này được thực hiện bằng chính công cụ của hệ thống mà chúng ta đang sử dụng. Đây cũng là cách để giúp chúng ta làm quen với lại cái việc tạo một khảo sát. Sau đấy thì tôi xin mời các bạn cùng nhau sử dụng một số các cái diễn đàn trong khóa học để làm quen với nhau, và cái thứ hai nữa đó là cũng là để các bạn cũng biết cách chúng ta tương tác sử dụng các cái công cụ diễn đàn khác nhau trong hệ thống như thế nào. Và vì đây là cái phần tổng quan cho nên chúng tôi sẽ đưa vào tương đối nhiều tài liệu đọc. Tôi cũng có tìm được một quyển ebook về e-learning khá là thú vị, nhưng mà nó viết bằng tiếng Anh. Tuy nhiên thì cái ngôn ngữ viết nó khá là đơn giản cho nên tôi nghĩ đây cũng là dịp để các bạn trau dồi thêm cái kỹ năng tiếng Anh của mình. Thế thì trong cái chương tổng quan về e-learning này, cái công việc nhiều nhất mà các bạn cần phải làm đó là đọc tài liệu, thảo luận và xem các cái cách mà chúng tôi bố trí nội dung của khóa học. Rồi, tôi xin hẹn gặp lại các bạn trong cái phần thứ hai.